chia sẻ kiến thức marketing nền tảng, update kiến thức mỗi ngày cùng ATP Academy. Truy cập ngay atpacademy.vn. Vina Capital chính thức rút vốn khỏi Ba Huân. Trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 3 tháng 10, công ty cổ phần Ba Huân đã điều chỉnh vốn điều lệ từ 280 tỷ đồng xuống còn 222 tỷ đồng. Danh sách cổ đông không thay đổi, nhưng cơ cấu thì lại biến động mạnh khi Hawk Investments Private Limited đến từ Singapore giảm tỷ lệ nắm giữ xuống chỉ còn 16,39%. Tỷ lệ này đúng bằng giá trị trước khi Vina Capital thông qua Hawk Investments góp vốn vào Ba Huân hồi cuối tháng 2. Thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài kéo theo nguồn vốn tư nhân trong nước tăng từ 66,2% lên 83,6%. Giám đốc công ty là bà Phạm Thị Huân nắm giữ gần 64% trong số này, phần còn lại thuộc về sở hữu của 5 cổ đông sáng lập khác. Trước đó vào hồi cuối tháng 2 năm 2018, Vietnam Opportunity Fund, đơn vị chủ quản của Vina Capital, từng thông báo trên sở giao dịch chứng khoán London về việc hoàn tất thương vụ đầu tư 32,5 triệu đô la Mỹ vào công ty cổ phần Ba Huân, VOF. Dự kiến đầu tư một khoản vốn bổ sung trong vòng 1 năm nếu doanh nghiệp này hoàn thành những mốc quan trọng mà hai bên đưa ra thỏa thuận. Tuy nhiên, đến đầu tháng 7 năm 2018, Ba Huân có văn bản gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hỗ trợ chấm dứt hợp tác với quỹ đầu tư Vina Capital. Một trong những lý do khiến cho doanh nghiệp này đưa ra quyết định vậy vì nhận thấy thỏa thuận hợp tác giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt có nội dung không đúng hoặc không như trao đổi ban đầu. Cụ thể, Vina Capital tự động thêm vào tỷ suất hoàn vốn đầu tư 22% một năm, gấp 3 lần lãi suất vay vốn của ngân hàng. Vina Capital cũng hạn chế hoạt động của công ty bằng việc loại bỏ các ngành nghề kinh doanh trước đó, chỉ giữ lại sản xuất, kinh doanh, gà thịt và trứng gà. Vina Capital cũng ra điều kiện Ba Huân chịu phạt trả lại vốn đầu tư cộng dồn với lãi suất 22% hoặc chuyển giao tối thiểu 51% cổ phần của công ty nếu như Ba Huân không hoàn thành kế hoạch kinh doanh sau 3 năm từ khi nhận vốn đầu tư. Công ty cổ phần Ba Huân còn khẳng định hai bên chỉ mới ký bản tiếng Anh mà thôi. Chiều ngày 9 tháng 8 năm 2018, ông Don Lâm, đồng sáng lập và tổng giám đốc Vina Capital, xác nhận với VN Express thương vụ đầu tư vào Ba Huân chính thức chấm dứt. Đây là thương vụ đầu tiên bất thành trong số hơn 100 doanh nghiệp mà Vina Capital rót vốn sau một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam. Vina Capital cho biết việc thương lượng và soạn thảo các văn bản đầu tư từ lần gặp gỡ đầu tiên và thời gian chuẩn bị việc ký kết biên bản ghi nhớ MOU cho đến khi ký kết các hợp đồng chính thức kéo dài hơn 6 tháng. Suốt quá trình đó, Ba Huân có tham vấn một số đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và do đó họ hoàn toàn hiểu rõ các nghĩa vụ mà họ đã cam kết thực hiện. Vina Capital khẳng định không có ý định chiếm quyền điều hành hay thâu tóm Ba Huân và việc này không nằm trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn từ trước đến nay. Sự việc không hay đã xảy ra nên chúng tôi cố gắng giải quyết với tinh thần thiện chí, hài hòa lợi ích cả hai bên. Chị Ba Huân cũng khẳng định nếu sắp xếp ổn thỏa thì vẫn sẵn sàng thực hiện một thương vụ khác. Ông Lâm nói và liên tục nhấn mạnh Vina Capital không làm sai luật. Từ Phương Đông, kinh doanh.vnexpress.net, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách để lại comment ở phía dưới và subscribe cho kênh để theo dõi những video thú vị tiếp theo. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.